Huyện Vũ Quang vừa tổ chức lễ bàn giao nhà ở kiên cố cho gia đình ông Phạm Trọng Sơn thuộc diện hộ nghèo hoàn cảnh khó khăn ở thôn 2 Văn Giang, xã Đức Giang. Ngôi nhà kiên cố rộng 42m2 với tổng số tiền 115 triệu đồng, trong đó công ty xuất nhập khẩu Nhất Thành Hà Nội hỗ trợ 70 triệu đồng, quỹ vì người nghèo huyện Vũ Quang hỗ trợ 30 triệu đồng, còn lại 15 triệu đồng được xã Đức Giang kêu gọi các tổ chức cá nhân hỗ trợ dịp này huyện ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc huyện vũ quang cũng đã trao tặng cho gia đình ông sơn một chiếc tv đây là nguồn động viên quan trọng để gia đình vượt qua khó khăn bệnh tật vươn lên trong cuộc sống